Ok, bây giờ tôi chạy thử cái Camry 2.5Q này một chút. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi được cầm lái một chiếc Camry nhập Thái. Và chiếc xe này thì chắc chắn là chiếc xe đầu tiên mà được nhập về Việt Nam. Nếu mà quan sát từ đằng xa kia thì các bạn có thể nhìn thấy đầu tiên là hệ thống màn hình HUD hắt kính. Hệ thống màn hình hắt kính HUD này thì cũng là lần đầu tiên mà Toyota trang bị trên một mẫu xe của mình. Ở đây tôi có thể nhận thấy có mấy thông số cơ bản. Thứ nhất là cái nhiên liệu này, tốc độ vận tốc hiện thời này, và đặc biệt là có thêm cả cái la bàn để định hướng rẽ, nó sẽ kết hợp thẳng cùng với cái màn hình DVD theo xe này. Nội thất của Camry 2.5Q, điểm đầu tiên mà tôi nhận thấy ấy, đó chính là cái trọng tâm của ghế lái này có vẻ thấp hơn phiên bản cũ. Tuy nhiên thì ngồi rất là êm, ôm sát người hơn so với bản cũ. Đây cũng là một cái điểm khác biệt khá là hay. Ngoài ra thì cái góc quan sát của Camry 2.5Q này rất là rộng. Nó không giống như mẫu cũ, do cái thiết kế về cái phần gương chiếu hậu ngoài xe không đính liền cùng với cột A mà được hạ thấp một chút và tách rời hoàn toàn. Do đó là cái điểm mù ở tại cái khu vực cột chữ A là chúng ta gần như không có. Rất là tuyệt vời. Vô lăng của chiếc Camry 2.5Q này thì cũng về cơ bản là như cũ, không có nhiều khác biệt đâu. Tích hợp đầy đủ tất cả các phím bấm lấy chuyển số trên vô lăng, và đặc biệt nhất ở cái tính năng của cái Camry 2.5Q này, đó là vô lăng này chúng ta điều chỉnh điện và có thể nhớ được hai vị trí của vô lăng. Về cái phần cụm đồng hồ này thì theo đánh giá của tôi nói chung là cực kỳ nét và dễ quan sát. Ngoài ra thì cái màn hình hiển thị đa thông tin, tức là cái màn hình TFT ấy, bây giờ nó đã được thay vì 4,2 inch như phiên bản cũ, bây giờ nó được nâng cấp lên 7 inch. Các bạn có thể quan sát thấy là toàn bộ tất cả các chi tiết, các thông số được hiển thị rất là rõ ràng. Cái cụm đồng hồ này thì cũng thay đổi một chút, vẫn là cụm đồng hồ siêu sáng Optichông. Tuy nhiên thì tôi có cảm giác là cái thiết kế các con số này gần như nó nổi hoàn toàn lên màn hình. Chiếc Camry 2.5Q này, ngoài việc thay đổi về ngoại thất thì nội thất bên trong cũng có rất nhiều sự thay đổi cải tiến, đặc biệt là cái trụ dầm C này, các bạn thấy cần số được đẩy lên cao hơn sát vị trí của người lái này. Học tì tay này, dưới này chúng ta sẽ có một cái cốp đồ rất là rộng, và toàn bộ cái phần bệ tì tay này chúng ta được ốp một cái loại vân gỗ. Tuy nhiên thì tôi cũng chưa thể xác định rõ ràng được đây là cái loại vân gỗ gì, tuy nhiên nhìn rất là sang. Hai cái khay để cốc, và đặc biệt ở đây thì chúng ta ngay tại vị trí cần số này chúng ta sẽ có luôn ba cái lựa chọn về chế độ lái, đó là Eco, Normal và chế độ Sport thể thao. Phía dưới của ba cái chế độ lái này chúng ta sẽ có phanh tay điện tử. Đây cũng là lần đầu tiên mà Toyota trang bị cho chiếc xe của mình. Cái thứ hai là đi kèm với phanh tay điện tử chúng ta sẽ có một cái phím, một cái chức năng gọi là chức năng tự động giữ phanh, Auto Hold. Thì cái tính năng này rất là hay, đó là khi mà chúng ta dừng đèn đỏ ấy, các bạn không cần phải về P hay về N gì cả, chúng ta kích hoạt cái tính năng Auto Hold này lên. Khi mà chúng ta phanh lại dừng đèn đỏ thì kể cả xe có ở vị trí D, cần số có ở vị trí D, xe cũng sẽ không đi. Khi chúng ta đạp nhẹ chân ga thì ngay lập tức Auto Hold sẽ tự động nhả cái phanh này ra và chúng ta tiếp tục cái cuộc hành trình. Tính năng này thì rất là hữu ích, đặc biệt đối với những cái cung đường mà có nhiều phương tiện như là Hà Nội hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh. Màn hình điều khiển trung tâm này chúng ta sẽ được trang bị một loại màn hình hoàn toàn mới và đi kèm với 9 loa JBL cao cấp để bố trí xung quanh xe, tạo được cái hệ thống âm thanh vòm mà Toyota có thể khẳng định là giống như bạn đang ở giảm hát. Toyota Camry vẫn được đánh giá rất cao về khả năng cách âm, cùng với đó là cái hệ thống treo 4 bánh độc lập với nhau, tạo cho chúng ta một cái cảm giác, tức là tạo cho chúng ta một cái sự êm ái mà không phải là mẫu xe nào cũng có được. Bây giờ tôi sẽ thử vào cái phần giảm sóc xem sao. Nó ổ gà nhưng mà rất là êm các bạn. Chiếc Camry như thường lệ thì tôi đang lựa chọn đây là chế độ lái Eco, tiết kiệm nhiên liệu. Xe 2.5, động cơ và hộp số vẫn giữ nguyên của thế hệ cũ, không có sự cải tiến. Tuy nhiên thì Camry này cũng không được đánh giá cao nhiều về khả năng tăng tốc và đoạn ngắn. Tuy nhiên khả năng vận hành của Toyota Camry thì các bạn biết rồi, rất là tuyệt vời. Đặc biệt là các vị trí ngồi ở hàng ghế sau luôn đem lại cái sự thoải mái. Khi mà chúng ta di chuyển trên đường ấy thì Camry có thêm một cái tính năng
hoàn toàn mới, đó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương. Hệ thống này thì khi tất cả có cái phương tiện nào vào trong khu vực điểm mù, phương tiện chuyển động, hệ thống sẽ cảnh báo chúng ta bằng đèn LED nhấp nháy ở trên gương. Và với cái tính năng này thì chúng ta sẽ còn thêm một cái hệ thống nữa, đó là hệ thống RCTA, có nghĩa là cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe. Khi chúng ta di chuyển trên đường ấy, thì chiếc Camry này có thêm một cái tính năng rất là hay, đó chính là cảnh báo điểm mù. Thì như thế nào là cảnh báo điểm mù trên Camry? Trên mặt gương chiếu hậu của chúng ta sẽ có thêm hai cái đèn LED ký hiệu của phần cảnh báo điểm mù, đó là hình hai cái ô tô mà vượt nhau ấy. Thì khi các phương tiện phía sau có tốc độ lớn hơn phương tiện của chúng ta, đi ở vùng điểm mù và có dấu hiệu vượt lên, thì đèn LED này sẽ sáng lên để cảnh báo. Trong trường hợp mà đang có phương tiện ở vị trí điểm mù băng lên như vậy, nếu mà tôi chuyển làn, tôi có dấu hiệu sinh nhan chuyển làn như thế này, thì ngay lập tức hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo bằng cách là nhấp nháy cái đèn LED này để hỗ trợ, để báo cho chúng ta là vào thời điểm này chuyển làn là không an toàn. Rồi bây giờ tôi sẽ tăng tốc thử nha. Hết ga luôn này. Máy gập lên, vòng cua tăng khá nhanh và tốc độ khá là ổn. Tôi cảm giác thấy cái phần chuyển số của chiếc xe này khá là mượt mà, không bị gắt và cũng không bị giật. Ok, tăng tốc như thế này đối với một chiếc sedan gia đình là khá là ổn. Đối thủ chính của Camry 2.5Q tại Việt Nam đó chính là Mazda 6 này, Honda Accord và đặc biệt là Mercedes C200. Giá bán của chiếc Camry này thì chưa được tiết lộ, tuy nhiên thì rất có thể nó sẽ rơi vào khoảng gần 1,4 tỷ đồng. Chi tiết về giá bán thì chúng tôi sẽ cập nhật ở cái link phía dưới của bài viết, phía dưới cái video này.